Và thăng 8.220, nhẫn đôi và thăng 8 mốt Hiệu quả lĩnh vực ác ma, lấy bản thân làm trung tâm. Trong phạm vi 5 mét xung quanh sẽ rơi vào vĩnh giả. Móa, trì cưng tiên tri, người đàn ông nắm giữ kịch bản trong tay. Sự thật chứng minh, trì cưng ở giai đoạn tân binh đã có thể giết hạng 3. Loại người đến hạng 3 còn chưa tới như kỳ tinh thần còn dám lao đầu vào chứng nhận tự tìm đường chết người ngu luôn có một ảo giác mình làm gì cũng tốt còn người khác chỉ dựa vào vận may mà thôi trước lần luân hồi thứ ba tạ trì thuyết phục tất cả các phạm nhân chia đều năng lượng lần luân hồi thứ ba bắt đầu không bao lâu thang tơ lên trời đã tái sinh lần này không ai tranh giành với ai nữa các phạm nhân chia nhóm làm việc theo lời tạ trí nhóm thứ nhất leo lên thang tơ lên trời thuận theo thang tơ đi xuống tầng cuối cùng sau khi xác định thang tơ ngừng lay động nhóm thứ hai leo lên sau đó tới nhóm thứ ba thứ tư và thang tám hai trăm ba mươi địa ngục hỗn loạn lần đầu tiên có trật tự áng chừng hai mươi phút sau tất cả mọi người xuống tầng tám địa ngục bát hàn nơi này đã là tầng cuối của địa ngục rồi nhưng tơ nhện vẫn kéo xuống dưới mọi người nhất thời do dự không ai dám nhảy xuống cái hố đen khổng lồ dưới chân quá tối. Sâu không thấy đáy, ai mà biết được liệu có phải nhân gian hay không. Ngộ nhỡ có điều gì sơ suất. Tạ trì và tạ tinh lan liếc mắt nhìn nhau. Tạ tinh lan dắt tạ trì bò xuống dưới thuận theo tơ nhện. Bò trong bóng tối đen ngòm không biết bao nhiêu lâu. Phía dưới có tia sáng. Trông thấy mặt đất dưới lòng bàn chân. Tạ tinh lan nhảy xuống trước. Sau đó bế tạ trì xuống. Hai người không hề tới nhân gian mà tiến vào một hành lang đỏ sậm ngột ngạt. Vách tường trên hành lang treo đầy những món đồ đen nhánh. Và thăng 8220, em ở đây. Đừng đi tới, và thăng 8221, tạ tinh lan nói. Tới gần vách tường, trên vách tường hành lang treo một loạt súng. Tạ tinh lan cầm một khẩu súng, dùng tay lau cho bụi trên đó. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ thân súng đen nhánh tới. Tạ tinh lan cảm thấy dường như linh hồn của mình hơi chấn động. Tạ chỉ đi tới, và thăng 8.220, làm sao vậy, và thăng 8 mốt. Thoạt nhìn khẩu súng kia không khác súng ngắn phổ thông là bao. Súng đã lên đạn, tạ tinh lan suy nghĩ một chút, bắn một phát về phía vách tường. Ngoài ý muốn, viên đạn kia không hề lưu lại bất cứ vết tích nào trên vách tường cả. Tạ chỉ buông mắt suy tư ung dung ngẩng đầu lên bảo rằng, và thăng 8220, có thể là súng linh hồn, và thăng 8221. Tạ tinh lan thoáng giật mình, lập tức nhìn về phía cuối con đường, khóe môi cong lên, bảo rằng, và thăng 8220, em cảm thấy cuối hành lang thông về nơi nào, và thăng 8221. Trong lòng tạ chỉ cũng có đáp án. Và thăng 8.220, tạ trì à, và thăng 8 ,221. Mọi người trông thấy, hai người tạ trì bình an vô sự, cũng bò xuống thuận theo tơ nhện. Bọn họ trông thấy trên tường treo đầy súng, sừng sốt hết cả lên. Tạ trì quay đầu nói, và thăng 8.220, mỗi người một khẩu. Còn thừa cũng mang lên hết, tấn công cùng với tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau lục tục gật đầu và thăng tám nghìn hai trăm ba mươi phật quang ở địa ngục vô gian dọi chiếu khắp chùa miếu một nhóm đệ tử và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi phật và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt ngồi khoanh chân nhắm mắt lại cáo kỉnh nhanh chóng gõ mõ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cột và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cột và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8.220 cục và thăng 8 mốt từng tiếng từng tiếng mõ. Bọn họ giống như những đứa trẻ đang ngồi trước bàn gõ bát chờ ăn Chiếc bát trước mặt bọn họ trống không? Bọn họ thống trị vô số địa ngục Mặc dù liên tục có đồ ăn dâng lên Nhưng vẫn đói không thôi Giống như trong bụng là một cái hố đen Vĩnh viễn ăn không no Rõ ràng ai nấy đều tròn vo như quả bóng và thăng tám nghìn đừng gõ nữa và thăng tám nghìn và thăng tám nghìn phật và thăng tám nghìn đứng đầu mở mắt ra cảm thấy vô cùng phiền phức một đệ tử lao tới vui vẻ nhướng mày lên và thăng tám nghìn có người đi tới rồi và thăng tám nghìn các chúng đệ vui mừng mở mắt ra ném mõ sang một bên nối đuôi nhau chạy ra bọn họ trông thấy hai chàng trai anh Tuấn. Hai người, có người bắt đầu nuốt nước miếng. Tiếng động này không ngừng lan truyền như bệnh dịch. Nhất thời những tiếng chật lưỡi không dứt bên tai. Sau khi và thăng 8220, Phật và thăng 8221 đi tới. Quét mắt nhìn đám người không có tiền đồ này. Mỉm cười nói với hai người đối diện và thăng 8220, chúc mừng mọi người tiến vào và thăng 8221 chàng trai đối diện đột nhiên giơ tay lên, cầm thanh súng đen nhánh, bắn lên bầu trời một phát, tiếng súng đinh tai nhức óc, giống như một tín hiệu nào đó. Chàng trai đứng đối diện mũ áo chỉnh tề, nở nụ cười thân thiện với họ. Trong lòng và thăng 8220, Phật và thăng 8221 và các đệ tử đột nhiên dâng lên một sự cảm chẳng lành. Một giây sau, có một đám đông ùa ra từ phía sau hai người họ. Cả đám người trông thấy và thăng 8.220, Phật và thăng 8 mốt chúng hiền lành đối diện. Đều sững sờ tại chỗ. Tạ tình lan bắn một phát súng chúng và thăng 8.220, Phật và thăng 8 mốt thịt thối của và thăng 8.220, Phật và thăng 8 mốt bay tứ phía. Phát ra tiếng quỷ gáo. Đám người cuối cùng cũng kịp phản ứng với cảnh tượng trước mắt. Và thăng 8.220, lên cho tôi, và thăng 8 mốt tạ tinh lan lạnh lùng nói. Mọi người nháo nhào dâng họng súng lên. Những tiếng súng không ngừng vang lên. Và thăng 8.220, Phật và thăng 8 mốt và và thăng 8.220, Phật chúng và thăng 8 mốt phía đối diện chu chéo. Súng linh hồn đối đầu với linh thể. Có thể tưởng tượng lực sát thương lớn tới mức nào. Đạn lít nhít như mưa, bầy quỷ không còn chỗ có thể trốn. Xương khô trên người rơi và thăng 8220, lạch cạch và thăng 8221 xuống đất. Máu thối giữa tung tóe, vấy bẩn tiên cảnh, thế giới cực lạc dần hiện lên dáng vẻ vốn có của nó. Trò lừa, sự sợ hãi của mọi người nhanh chóng bị sự phẫn nộ thay thế. Mấy ngày trời bị đè nén không tìm được chỗ để phát tiết. Máu và những tiếng chu chéo thảm thiết kêu gọi ham muốn giết chóc trong bản năng của họ. Bọn họ hưng phấn bắn về phía bầy quỷ ngồi không hưởng thụ kia. Quào sướng que a a má ơi. Cách mạng giai cấp vô sản. Ha 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 ha. Chế độ cụ ắt sẽ suy vong. Kẻ thống trị ắt bị bắn giết ha ha ha. Nói như vậy, tạ trì và tạ tinh lan là lãnh tụ của đế quốc mới à. Ha 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 ha, trong tay tạ tinh lan có thêm một cây cờ. Hắn tiện tay cắm cờ xuống mặt đất chất đầy thi thể. Cây cờ nhuộm máu tung bay trong gió. Địa ngục vô gian thống trị vô số địa ngục đã bị đánh chiếm rồi. Các phạm nhân vẫn còn đang đuổi theo cá lọt lưới. Máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt tạ trí. Tạ tinh lan để ý tới. Ngừng bắn giết, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt tạ trí. Hắn đang định đi. Lại phát hiện tạ chỉ níu ống tay áo mình lại. Và thăng 8.220, em và thăng 8 mốt Tạ chỉ ngẩng đầu lên khẽ hôn một cái. Anh lùi bước, chớp mắt bảo rằng, và thăng 8.220, hôn tạm biệt, và thăng 8 mốt Tạ tinh lan ngẩn người ra, kịp hoàn hồn lại, cười bảo, và thăng 8.220, vậy hôn thêm nữa đi, và thăng 8.221 không đợi tạ trì phản ứng lại. Hắn ngả người tới, kết thúc cái cũ, cái mới sinh ra thuận theo thời thế. Ngoài tạ tinh lan và tạ trì, điện thoại của những người khác hiện ra thông báo nhắc nhở. Mọi người có bằng lòng ở lại địa ngục vô gian làm Phật chúng. Vĩnh viễn hưởng thụ cung phụng, hay là tiêu trừ tội nghiệt, xóa đi ký ức, quay trở lại nhân gian, làm dân chúng hèn mọn trong cuộc sống thăng trầm điện thoại của tạ tinh lan và tạ trì cũng vang lên nhưng lời nhắc nhở hơi khác hai người có bằng lòng ở lại địa ngục vô gian làm phật mới được tôn lên được phật chúng tín ngưỡng được địa ngục cung phụng trong dạp chiếu phim màn ảnh rộng dần dần tối đen một hàng chữ xuất hiện nhóm người trước đó bởi vì thiện chiến tấn công địa ngục vô gian lựa chọn ở lại trở thành giai cấp thống trị mới còn nhóm người này rồi sẽ đi về đâu và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi liệu cuối cùng thiếu niên đồ long có trở thành ác long không và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt đồ long giết rồng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi a xem hết rồi còn bảo phật ở đâu ra chứ hóa ra là nhóm phạm nhân trước đó và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi kết thúc ở đây là đẹp nè và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8.220, đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Đoạn cuối còn hôn hít nữa, nhất thời bị tống cơm chó vào miệng và thăng 8.221 và thăng 8.220, đột nhiên em hiểu vì sao thế giới cực lạc ở cùng với địa ngục vô Gian. Đối với Và Thăng 8.220, Phật Và Thăng 8 mốt và Và Thăng 8.220, Phật chúng Và Thăng 8 mốt mà nói. Đây là thế giới cực lạc của họ. Nhưng với những phạm, nhân không biết rõ nội tình xâm nhập vào. Đây chính là địa ngục vô gian, Và Thăng 8 mốt Và Thăng 8.220 ra là vậy. Cho nên tin tức trên tấm bia đá là thật. Đây là thế giới cực lạc, chẳng qua là thế giới cực lạc của một số người mà thôi, và thăng 8221. Và thăng 8220, ngồi xuống ngồi xuống. Tôi tò mò không biết Trì Trì với Tinh Tinh ai sẽ đứng nhất nữa. Đó giờ Trì Trì chưa từng xếp thứ hai. Và thăng 8221, và thăng 8220, đạo cụ đạo cụ không hiểu bộ phim phong cách kỳ lạ thế này sẽ rớt đạo cụ gì nhỉ và thăng 8 221. trong bộ phim áp lại đổ chuông báo Phạm nhân chiếm địa ngục vô gian bộ phim và thăng 8.220 địa ngục người sống và thăng 8 221. tới đây là kết thúc những diễn viên không nhận được đạo cụ sẽ lập tức được đưa đi bây giờ sẽ mở ra hình thức riêng tư tin tức hiện ra từng diễn viên biến mất Tạ chỉ phát hiện mình và tạ tinh lan đều ở lại. Trong mắt ánh lên tia nhìn kinh ngạc trời má. Ở lại hết, hai đạo cụ, đùa nhau à, nhỡ bọn họ là cùng một người thì sao? Má ơi, một bộ phim mà giành được những hai đạo cụ luôn á. À? Cùng ở lại còn có Túc Thanh. Trong lúc đợi đạo cụ, tạ chỉ đi tới trước mặt Túc Thanh và thăng 8220, cảm ơn anh chuyện trước đó, và thăng 8221. Túc Thanh lắc đầu, dường như không quen nhận được lời cảm ơn. Có vẻ ngại ngùng bảo rằng, và thăng 8.220, có giúp được gì đâu, và thăng 8.221. Tạ Trì Thuận miệng nói, và thăng 8.220, lại nói. Dối làm tôi nhớ tới bộ phim trước đó tôi từng đóng, và thăng 8.221 và thăng tám nghìn người yêu cương thi à và thăng tám nghìn túc thanh thốt lên tạ trì thoáng giật mình và thăng tám nghìn anh biết ư và thăng tám nghìn túc thanh bị anh nhìn chòng chọc dường như hơi ngại ngùng ghé vào tay tạ trì nói và thăng tám nghìn tôi là biên kịch của bộ phim đó và thăng tám nghìn trong mắt tạ trì ánh lên mấy phần kinh ngạc anh biết Túc Thanh không muốn bị khán giả biết. Bèn nói, và thăng 8220, hóa ra anh từng xem. Ký ức về tình yêu của triệu nương tử với tướng công của cô ấy vẫn còn mới nguyên trong lòng tôi, và thăng 8221. Túc Thanh trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói, và thăng 8220, biểu lộ cảm xúc, và thăng 8221. Tạ chỉ lấy làm kinh ngạc, biểu lộ cảm xúc ư triệu nương tử yêu đến mức si mê bệnh tật như vậy. Nhưng tình cảm lại quá ngược. Chẳng lẽ tình cảm của Túc Thanh và Thẩm Giật không được tốt? Và thăng 8220, đang nghĩ gì vậy? Và thăng 8221, Túc Thanh nghi ngờ. Tạ trì khẽ ho khan một tiếng, và thăng 8220, không có gì, và thăng 8221. Anh nói câu này xong thì rơi vào không gian tối om bởi từng nhận được nhiều đạo cụ. Tạ trì đã quen với điều này. Nhưng một giây sau, trông thấy đạo cụ kia, anh lại mất bình tĩnh. Đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản cho nam. Chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung, Từ từ xoay tròn, đang tản ra hào quang lấp lánh rực sáng. Có lẽ bởi trong lòng có phỏng đoán. Nhịp thở của tạ trì trở nên rồn rập. Áp đổ chuông báo. Phẩy chấm đạo cụ, nhẫn đôi, nhẫn thánh quang và thăng 8211 thủ. Tóm tắt đạo cụ, vì tình yêu nên mới thiêng liêng. Hiệu quả đạo cụ, đeo chiếc nhẫn vào. Những nơi có người ấy, trong phạm vi 10 mét, diễn viên có thể nhận được hiệu quả miễn dịch vô địch trong vòng 5 giây tự lựa chọn có sử dụng hay không. Chú thích có thể miễn dịch mọi tổn thương. Đạo cụ phù hợp với tất cả thể loại phim kinh dị. Không phải đạo cụ tiêu hao giới hạn mỗi bộ phim sử dụng một lần. Ngoài ra đạo cụ có thể dùng làm trang sức. Xuất xứ, đạo cụ sinh ra từ điều kiện mở thang tơ lên trời trong bộ phim và thang 8220, địa ngục người sống. Ba đôi diễn viên hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau. Diễn viên tạ trì và tạ tinh lan hoàn thành việc nhìn ký hiệu đầu tiên. Tin tưởng lẫn nhau, là người yêu của nhau. Lời giới thiệu đạo cụ lần này rất đơn giản. Nhưng lực chú ý của tạ trì không nằm ở đây. Đây là một chiếc nhẫn đôi. Còn là đạo cụ vĩnh cửu. Không có giới hạn thời gian. Còn có thể làm trang sức bên ngoài. Và thăng 8.220 những nơi có người ấy và thăng 8.221 là chỉ tạ tinh lan sao. Trong phạm vi 10 mét. Nhưng sau đó tạ tinh lan ở trên cơ thể anh. Dường như không còn điều kiện tiền đề này nữa. Nhịp tim tạ trì đập nhanh hơn bạn có muốn khóa đạo cụ lại hay không tạ trì thu hồi suy nghĩ ấn xác nhận nhận lấy chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn kia được anh giữ lấy nằm trong lòng bàn tay anh tạ trì tỉ mỉ quan sát nó trong nhẫn khắc hai chữ sc đó là viết tắt tên của anh tạ trì bằng siê chi khóe môi tạ trì cong lên anh nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay từ trong không gian nhìn ra vừa ngẩng đầu thì chạm mắt nhìn với tạ tinh lan Tạ Chi cúi đầu, phát hiện Tạ Tinh Lan cũng đang nắm tay lại, trong tay có một đồ vật, quả nhiên là một đôi. Đây là lý do anh và Tạ Tinh Lan đều nhận được đạo cụ. Tạ Tinh Lan đi tới, khóe môi mang theo ý cười, còn đang trong hình thức riêng tư, hắn thử dùng áp, phát hiện diễn viên có thể chia sẻ thông tin với nhau. Chỉ cần diễn viên đồng ý, hắn lập tức chia sẻ hiệu quả đạo cụ của mình qua đó. Tạ Chi nhận được thông tin, đạo cụ, nhẫn đôi, nhẫn thủ hộ và thăng 8211 công. Tóm tắt đạo cụ, để bảo vệ người khác mà không thể để mình kém cỏi. Hiệu quả đạo cụ, đeo nhẫn vào. Những nơi có cậu ấy trong phạm vi 10 mét. Diễn viên được tăng 20% sức mạnh. Chú thích chỉ khi có cậu ấy ở cạnh mới có thể tăng sức mạnh. Không có cậu ấy, sức mạnh được tăng sẽ biến mất. Đạo cụ phù hợp với tất cả thể loại phim kinh dị ngoài ra có thể làm trang sức. Khóe môi tạ trì lại cong lên, lập tức chia sẻ hiệu quả đạo cụ của mình. Tạ tinh lan xem xong, điện thoại hai người lại đổ chuông báo. Phẩy chấm phẩy chấm, xin chú ý, nếu phát hiện tình cảm dạn nứt, đạo cụ sẽ tự bị hủy. Lời tác giả, thấy có bạn hỏi, nên tôi xin giải thích vì sao phim này diễn viên có thể giết chết diễn viên. Để tôi làm so sánh. Nếu hai diễn viên cùng rơi xuống tầng 8 bát hàn, nhất định họ phải giết đối phương mới có thể sống. Đúng không nào tạ trì vừa khéo được xếp cùng NPC? Cho nên thiết lập cơ bản của bộ này là và thăng 8.220, người ăn người và thăng 8.221. Nếu không tồn tại điểm này, cả phó bản sẽ bị lật đổ. Hơn nữa bọn họ không phải diễn viên. Chỉ là và thăng 8.220, một hồn một phách và thăng 8.221 của diễn viên. Cũng không thể hoàn toàn giết chết đối phương, quy tắc áp cho từ trước tới giờ đều lập lờ nước đôi. Giống như bọn họ không cấm diễn viên dựa vào quỷ để giết người. Chỉ cần còn một chút nghi vấn thì sẽ không bị trừng phạt. Ví dụ như trước đó Việt Tu Minh đẩy nghiêm kính, hại nghiêm kính bị giết chết, hung thủ là Việt Tu Minh nhưng áp không trừng phạt Việt Tu Minh. Cũng ví dụ như sau khi nghiêm kính biến thành cương thi giết chết Việt Tu Minh. Cậu ta vẫn giữ được ý thức, vẫn là nghiêm kính, nhưng không thuộc diễn viên. Cho nên giết Việt Tu Minh không bị trừng phạt. Từ trước tới giờ tôi luôn ngầm thừa nhận điều này. Trong quá trình viết không hề ghi chú. Cho nên dẫn tới mọi người thắc mắc nên giải thích một chút. Đây là sai sót của tôi vì sao có thể giết thành châu trước giết năng lượng. Sau đó mới là giết sinh mệnh. T, N, thành châu tự sát. Chuyện kỳ tinh thần phục sinh tự sát xuống tầng tiếp theo, anh ta phục sinh. Giống như đảo ngược thời gian. Sẽ khôi phục một phần năng lượng trước khi bị giết chết. Sau cùng, tôi không nhớ mình đã gửi lời cảm ơn tới chưa? Tới đây lại nói.

cùng với bộ phim The platform là nơi phát ra linh cảm m mình tự cho từ và thăng 8.220 phật và thăng 8.221 vào ngoặc kép để tránh những hiểu lầm không đáng có hy vọng mọi người đón nhận câu chuyện một cách cởi mở nhất và thăng 8.220 thân phận và thăng 8.221 tàn vỡ cái quần què tạ trì thầm nghĩ nhẫn đôi là đạo cụ màu cam hiệu quả mạnh mẽ song song nhưng cũng có nhiều hạn chế. Nhất định phải ở bên cặp đôi của mình mới có thể phát động hiệu quả. Sau khi tình cảm dạn nứt đạo cụ sẽ tự tiêu hủy. Nhưng hai khuyết điểm cực lớn này dường như không có khả năng xảy ra ở chỗ tạ trí. Tạ Tinh Lan và anh vốn là một thể. Không có chuyện tạ Tinh Lan không ở bên cạnh anh. Còn chuyện tan vỡ ấy hả? Kiếp sau đi, phân tích hiệu quả đạo cụ xong. Tâm trạng tạ trì rất tốt. Túc Thanh ở gần đó cũng đã khóa đạo cụ đi ra. Tạ Trì trông thấy anh ta là lạ, dường như hơi khó xử, gương mặt thì đỏ lựng lên, nhất thời tò mò hiệu quả đạo cụ của anh ta. Túc Thanh phát hiện Tạ Trì đang lặng lẽ nhìn mình, dường như lại càng lúng túng hơn, bàn tay vô thức sờ lên vạt áo. Đạo cụ mà anh nhận được là và thăng 8230 hào quang thánh mẫu. Trong lúc trợ giúp diễn viên khác, có thể giúp diễn viên khác tăng 50% thực lực. Hơn nữa đạo cụ còn có hiệu quả trị liệu nhất định. Tạ chỉ biết anh khó xử, thu hồi tầm mắt lại, bảo rằng, và thăng 8220, vậy chúng tôi ra khỏi phó bản trước. Hẹn gặp lại, và thăng 8221. Túc Thanh khẽ gật đầu về phía anh. Tạ trì và tạ tinh lan vừa ra ngoài. Báo cáo tổng hợp diễn viên được đưa ra. Khán giả chờ đợi đã lâu đứng dậy, mọi người kiễng chân lên nhìn, muốn biết ai đứng nhất. Dù sao lần này thế lực của Tạ Tinh Lan và Tạ Chỉ ngang nhau. Thật sự hồi hộp trước bảng đánh giá lần này. Khán giả trông thấy kết quả thì ngẩn người ra, cả dạp chiếu phim đang ồn ào nhất thời lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, một tiếng và thăng 8.220 trời má và thăng 8.221 phá tan bầu không khí những âm thanh kinh ngạc vang lên không dứt bên tai. Và thăng 8220, mẹ ơi, và thăng 8221. Và thăng 8220, còn có trò này nữa, và thăng 8221. Và thăng 8220, đậu u, và thăng 8221. Trên màn ảnh rộng, bảng báo cáo tổng hợp của diễn viên từ từ chạy lên. Danh sách diễn viên và thăng 8.220, Địa ngục người sống và thăng 8.221. Nam số 1, Tạ Trì và Em, Tạ Tinh Lan. Tạ Trì, độ thăm dò kịch bản 86%. Đạt được kết cục hoàn mỹ, làm lãnh tụ công chiếm địa ngục vô gian. Thưởng 300 điểm tích lũy tăng 30.377 fan. Hạn mức khán giả cao nhất của phim phẩm chất màu cam là 50.000, làm tròn 304 điểm tích lũy. Tạ Tinh Lan, độ thăm dò kịch bản 74%. Đạt được kết cục hoàn mỹ, làm lãnh tụ công chiếm địa ngục vô gian. Thưởng 300 điểm tích lũy, tăng 38.888 fan, làm tròn 389 điểm tích lũy. Hai diễn viên đều cống hiến rất nhiều cho bộ phim không phân thứ hạng, trở thành hai nam chính của bộ phim. Tạ Trì thu hoạch tổng cộng 1.604 điểm tích lũy. Tạ Tinh Lan thu hoạch tổng cộng 1.689 điểm tích lũy. Và thăng 8.220, vì sao Tinh Tinh tăng nhiều fan hơn Trì Trì vậy? Khó, chịu thật, khán giả mù à, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, thím ngốc à. Thím theo dõi chỉ chỉ một lần rồi. Còn có thể theo dõi lần thứ hai. Giúp tăng số lượng fan lên không? Và thăng 8.220, phải ha? Tôi là fan cũ mà. Và thăng 8.221, con quỷ kia vỗ đầu một cái. Vẻ mặt mừng rỡ. Và thăng 8.220, ha 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 má ơi. Cái câu và thăng 8.220, không phân thứ hạng và thăng 8 mốt kia chẳng phải càng che càng lộ hay sao? Ông đây xem bao nhiêu phim rồi nhưng mà chưa từng thấy phim nào có hai người xếp thứ nhất và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, trời đựu. Thiệt hay giả vậy, và thăng 8 mốt Khán giả ở phía dưới ẩm ý đồng loạt nhìn về phía anh trai đã từng xem vô số bộ phim kia. Và thăng 8220, ha 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 chắc chắn luôn. Bởi vì nếu phân thứ hạng, cuối cùng hai người họ sẽ lấy điểm tích lũy trung bình. Như vậy thiệt quá, ví dụ tạ trì xếp thứ nhất 1.000 điểm, tạ tinh lan xếp thứ hai 500 điểm, trung bình là 750 điểm, thấp hơn phần thưởng thứ nhất được 1.000 điểm kia. Như vậy có công bằng với diễn viên không? Dù sao một mình cậu ta chia ra làm hai phần sức. Cho nên áp chỉ có thể làm như vậy. Cười chết mất ha ha ha. Và thăng 8 221. Và thăng 8.220. Hơn nữa mọi người xem tiếp đi. Các diễn viên đều có lịch sử điểm tích lũy tổng cộng. Chỉ có tạ trì và tạ tinh lan là không có ha 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 ha. Bởi vì áp mà để lộ điểm tích lũy của tạ tinh lan. Thân phận của tạ tinh lan sẽ bị lộ ngay. Mặc dù và thăng 8.230, và thăng 8.221, con quỷ kia ho khan một tiếng. Nhịn cười bảo rằng, và thăng 8.220, mặc dù có che lịch sử điểm tích lũy cũng lộ thôi à. Khác nào càng che càng lộ đâu cơ chứ, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, ha 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 má ơi khó xử ghê áp đến là hết cách và thăng 8216, tôi hết sức rồi. Xin lỗi người anh em, vẫn không giấu được và thăng 8217, và thăng 8221, và thăng 8220, khoan đã, để em bình tĩnh lại. Anh nói là và thăng 8230, tạ tinh lan là nhân cách của tạ chỉ đúng không? Bởi vì chuyện cùng xếp thứ nhất rất kỳ lạ. Rồi, sau đó trong phim. Hai người họ là một cặp, nắm tay hôn hít và thăng 8.230, và thăng 8.221, vẻ mặt con quỷ kia khựng lại. Mấy giây sau trợn tròn mắt ra, và thăng 8.220, má ơi, không nhầm đó chứ, hai nhân cách của họ yêu nhau, và thăng 8 ,221. Tiếng nói quá to, khiến khán giả ở bên ngoài vẫn còn chưa rõ chân tướng hoàn toàn bừng tình và thăng 8.220. Ừ, cục cưng có hai nhân cách và thăng 8.230 và thăng 8.221 và thăng 8.220 thiền sinh camon mà em đu thực ra là một người á hu 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 em ngu quá em còn nói bọn họ cùng họ tạ đúng là có duyên và thăng 8.221 và thăng 8.220 bảo sao trước đó cục cưng cứ cười một cách khó hiểu Người ta thì đang tiến hành kịch bản, mà cục cưng thì đang bận yêu đương trong đầu, và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, tạ chỉ đúng là đồ trai đều. Đồ lừa gạt, hu 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 hu, nhưng mà em vẫn yêu ảnh, và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, chẳng giấu gì mọi người. Bà đây đã đu vô số CP, đây là đôi dị nhất nhưng cũng đồng thời thú vị nhất, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, má ơi! Trong lúc em còn đang vắt óc làm quỷ nữ càng chiến càng bại. Tạ trì đã và thăng 8.230, hoàn thành việc phân bào nguyên nhiễm rồi, và thăng 8.221. Phẩy chấm, phân bào nguyên nhiễm, nguyên phân là một phần của chu kỳ tế bào khi các nhiễm sắc thể kép được tách và đi về hai nhân tế bào mới. Và thăng 8220, ha 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 không hiểu đừng nói lung tung, và thăng 8221. Và thăng 8220, nói đùa thôi đừng để ý ha ha ha, và thăng 8221. Và thăng 8220, người thông minh chú trọng hiệu suất mà. Ngay cả chuyện tìm kiếm người yêu cũng được lược bớt. Một bước đúng chỗ, một lần vất vả cả đời nhàn nhã, và thăng 8.221 Và thăng 8.220, Tôi mà có thể chia ra một nữ quỷ yêu mình thì việc gì phải tốn sức đi cua gái nữa Và thăng 8.230, và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, đừng nói như vậy Phải xem nguồn gốc dẫn tới việc đa nhân cách nữa nói không chừng trước đó chỉ trì từng gặp chuyện không hay nên mới phân ra tinh tinh và thăng tám nghìn hai trăm ba mươi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi trời em ngu quá thương trì cưng, em không nói lung tung nữa và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi khoan đã tinh tinh tới là để bảo vệ trì trì và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8.220, em lại liếm đường, và thăng 8 ,221. Và thăng 8.220, lượng tin tức lớn quá. Không được rồi, để em bình tĩnh lại và thăng 8.230, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, vậy là sau này không được gặp lại Tinh Tinh nữa à? Giờ em mới nhớ ra. Xuống bộ phim này là Và Thăng 8.220, Một Hồn Một Phách Và Thăng 8.221 của diễn viên. Tạ chỉ có hai nhân cách, đương nhiên sẽ tách ra. Hầy, sau này không được gặp Tinh Tinh nữa rồi. Muốn khóc quá, Và Thăng 8 mốt Và Thăng 8.220, bồ có thể tới xem chi chi nè. Một phần tiền được hai phần vui vẻ khác nào kiếm lời đâu he he, và thăng 8221. Và thăng 8220, em thông minh biết được nguyện vọng của trì chị, chị rồi, và thăng 8221. Và thăng 8220, mỗi thím biết thôi à. Tôi cũng biết, và thăng 8221. Và thăng 8220, a à, à, lãng mạn quá. Làm sao bây giờ, em muốn gả cho cả hai chồng bối rối quá, và thăng 8221. Và thăng 8220, nên em lùi bước về sau để hóng chuyện rõ hơn. Các thím hãy đợi em tìm ra chân tướng, và thăng 8221. Mọi người trong dạp chiếu phim nhau nhau nói chuyện. Báo cáo tổng hợp của diễn viên lặng lẽ chạy trên màn ảnh rộng. Nam số 2, Túc Thanh. Độ thăm dò kịch bản 37%, thưởng 500 điểm tích lũy

và thăng 8220, làm fan nhà chỉ chỉ cũng được mà hì hì, và thăng 8221. Và thăng 8220, nếu em nhớ không nhầm. Thêm bộ phim này, có lẽ tạ chỉ đã hơn 5000 điểm rồi. Tốc độ thần thánh gì vậy và thăng 8230, và thăng 8221. Và thăng 8220, cơ mà như vậy cũng đỡ. Cậu ấy mở thiên phú sớm. Sau đó sẽ không tăng lên một khoảng lớn nữa Nếu không thì đáng sợ quá Và thăng 8.221 Và thăng 8.220 Thực ra tôi cảm thấy Tính cách cậu ấy có vẻ giống với ảnh đế Nhưng mà chỉ chỉ có vẻ tự to tự tại hơn một chút Còn ảnh Đế thì cao cao tại thượng có dã tâm hơn Đều là lãnh đạo Có lẽ chỉ chỉ là người tự do lãnh đạo dân Ba ba thẩm giật thì độc tài chuyên chế Tinh tinh để tôi nghĩ xem nào, tôi biết rồi, lãnh tụ khởi nghĩa chống áp bức, và thăng 8.221, và thăng 8.220, ha 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 ví dụ của bồ chuẩn quá, và thăng 8 mốt và thăng 8.220, em là fan của cả ba người. Lại nói, nếu tinh trì gặp thẩm giật thật, ai sẽ thắng nhỉ? Nếu họ cùng một nhóm diễn viên và thăng 8.230, và thăng 8.221, và thăng 8.220, ôi, tưởng tượng của bồ và thăng 8.230, và thăng 8.221, và thăng 8.220, theo như tôi biết. Tạ Trì đã vượt qua thẩm giật trước đó. Đây là bộ phim thứ năm của Tạ Trì. Chắc đã được 5.000 điểm lúc thẩm giật đóng bộ phim thứ năm mới được hơn 4.500 điểm thôi, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, đảng xác nhận tới rồi, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, trời má, thêm mấy tháng nữa. Có khi trì trì sẽ vượt vị trí của ảnh đế thẩm giật luôn á, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, cậu cũng có gan nghĩ thật thực ra chỉ cần thẩm giật cứ đóng phim tạ trì sẽ không đuổi kịp anh ấy dù sao kinh nghiệm ở đó thẩm giật đến sớm hơn cậu ta một năm hơn nữa tạ trì kiếm đủ điểm tích lũy rồi sẽ đi thôi đúng không có lẽ tạ trì không có hứng thú gì với vị trí ảnh đế kia tôi cảm thấy cậu ấy thuộc kiểu người hoàn thành mục tiêu sẽ rời đi luôn sẽ không tham lam những thứ khác cũng không hứng thú với hư danh bồ không phát hiện ra à cậu ấy không hề có hứng thú so tài. Tới chỉ vì kiếm điểm tích lũy mà thôi, và thăng 8221. Và thăng 8220, phải đó. Bồ không nói thì tôi cũng không cảm nhận được. Bây giờ ngẫm lại, đúng là như vậy thật, và thăng 8221. Và thăng 8220, hở, chì chì sẽ đi à? Không thể nào, em bắt đầu hoang mang rồi, và thăng 8221. Và thăng 8.220, vãi, mấy thím nghĩ xa quá, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, lại nói rốt cuộc nguyện vọng của ba ba thẩm giật là gì nhỉ? Anh ấy phải hơn 10.000 điểm tích lũy rồi ấy chứ. Nguyện vọng gì mà lớn tới mức ấy? Anh ấy đã đứng đầu bảng xếp hạng tròn một năm rồi. Em chỉ hy vọng anh ấy mãi mãi không hoàn thành tâm nguyện. Như vậy em có thể xem phim của anh ấy mãi, và thăng 8 ,221. Và thăng 8.220, hai, em là fan nhậm chạch. Bộ phim trước nhậm chạch kém tạ chỉ 800, 900 điểm. Đóng bộ phim này xong thì kém tạ chỉ những 2.000 điểm. Mèn ơi, quá tàn nhẫn và thăng 8.230, và thăng 8.221 và tháng 8220 em là fan hạ giao có nên nói gì không và tháng 8221 và tháng 8220 sau này khoảng cách với nhóm người mới sẽ càng ngày càng lớn hơn và tháng 8221 và tháng 8220 không ai tò mò chuyện thành châu là sao à và tháng 8221 và tháng 8230 màn ảnh rộng tối om lại sáng lên một lần nữa lần này giám định phẩm chất phim kinh dị lần thứ hai hiển nhiên khán giả đều biết phim cam thăng hạng thành đỏ sẽ khó đến mức nào hơn nữa bộ phim này chỉ là màu cam nhạt nhất là phim rẻ nhất trong số các phim màu cam bản thân phim này cũng chỉ gắng gượng ngoi lên danh sách phim cam chuyện thăng cấp đúng là khó càng thêm khó sao sao bọn họ không hứng thú với lần giám định này lắm trên màn ảnh rộng màu thẻ cam nhạt từ từ đậm hơn, đến cảnh tạ trì nói ra chân tướng, chiếc thẻ đậm hơn một mức, sau đó tới cảnh mọi người tấn công địa ngục vô gian thì chiếc thẻ lại đậm hơn. Cuối cùng chiếc thẻ dừng ở màu vỏ quýt, khán giả cũng không suy nghĩ gì trước chuyện này. Và thăng 8220 chỉ chỉ có hai bộ phim cam rồi. Đóng thêm một bộ phim cam nữa là có thể miễn cưỡng leo lên hạng 3 rồi, và thăng 8221. Và thăng 8.220, miễn cưỡng lên hạng 3 cái gì cơ? Hạng 3 nhiều như vậy? Còn thiếu các thể loại trình độ à? Hạ giao đóng thêm một bộ phim cam nữa cũng có lên hạng 3. Nhưng hạng 3 cùi bắp mà thôi và thăng 8.230, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, nhỏ giọng nói. Tạ trì không chỉ giết một người hạng 3, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, bộ phim này xem như là biểu tượng của quần chúng nhỏ bé. Áp khai thác phim đề tài này rất tốt và thăng 8.230, và thăng 8.221, và thăng 8.230. Trên màn ảnh rộng, dưới thẻ cam có dòng chữ giới thiệu, phim và thăng 8.220, địa ngục người sống và thăng 8 mốt thẻ màu cam phẩm chất và thăng 8220, đặc sắc lộ diện và thăng 8221. ưu điểm, diễn viên chính biểu hiện xuất sắc, thiết lập và phong cách mới lạ, chủ đề sâu sắc kết cục hoàn mỹ, khuyết điểm, kịch bản hơi đơn giản, có vẻ bình thản, bởi vì đây không phải phim kinh dị truyền thống, tiêu chuẩn cân nhắc không đồng nhất, ở đây không nhận xét. Bộ phim nhận được hai thẻ đề cử và thăng 8.220, phim phong cách khác lạ và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, diễn viên chính những năm đó chúng ta điên cuồng theo đuổi và thăng 8 mốt Phần thưởng được đề cử đã được gửi tới điện thoại của diễn viên. Và thăng 8.220, bộ phim và thăng 8.220, Địa ngục người sống và thăng 8.221 chính thức kết thúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở lần sau, và thăng 8230. Túc Thanh đẩy cửa văn phòng của thẩm giật. Trông thấy quản lý đang băng bó tay cho thẩm giật. Thẩm giật không nói lời nào ngồi ở đó. Vẻ mặt u ám, cảm xúc khó hiểu, bầu không khí trong gian phòng vô cùng ngột ngạt. Trong đầu Túc Thanh chỉ nghĩ tới tay của thẩm giật. Anh lao vào lo lắng hỏi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tay anh bị sao vậy và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt thẩm giật trông thấy anh bèn đưa mắt nhìn quản lý quản lý đi trước trước khi đi còn đóng cửa lại túc thanh nhìn trong chọc miếng thủy tinh nhuốm máu trên bàn trà thẩm giật hờ hững nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi không sao cốc thủy tinh bị vỡ đâm vào tay và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Túc Thanh vốn cẩn thận trông thấy dấu tay rất sâu trên cốc. Có lẽ chiếc cốc thủy tinh bị thẩm giật bóp nát. Và thăng 8220, chuyện của Thành Châu à, và thăng 8221, Túc Thanh ngẩng đầu lên. Lúc hỏi câu này, anh buông mắt tự diễu. Sao thẩm giật có thể phẫn nộ vì lo lắng cho anh chứ? Thẩm giật vẫy tay về phía anh. Túc Thanh ngồi xuống sofa gượng gạo nói, và thăng 8220, em không biết ai muốn giết mình. Nhưng hình như hắn ta muốn giết tạ trì là chủ yếu. Hình như em chưa từng kết. Oán với ai, và thăng 8221. Và thăng 8220, ừm, và thăng 8221, thẩm giật lắng nghe. Mất tập trung đáp lời. Trong đôi mắt đen nhánh ních đầy sự bực dọc. Túc thanh thiện lương như vậy. Sao có thể kết oán với người ta trong phim kinh dị? Đều bởi vì hắn mà ra. Và thăng 8.220, sau này ở trong phim kinh dị đừng nhắc đến anh. Và thăng 8.221, thẩm giật nói bằng giọng điệu lạnh tới cùng cực. Túc Thanh cười khổ, hóa ra đến giả vờ làm fan hâm mộ của thẩm giật cũng không được ứ. Và thăng 8.220, ừm, được rồi. Em biết rồi, và thăng 8 mốt Túc Thanh gượng gạo nói. thẩm giật mỉm cười, nhìn về phía anh, giọng hắn trở nên ôn hòa. Và thăng 8.220, em còn một bộ phim nữa là có thể hoàn thành tâm nguyện rời đi đúng không? Và thăng 8 mốt và thăng 8.220, và thăng 8.230. Ừm, và tháng 8 221, Túc Thanh không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Trong lòng hơi hoảng loạn, anh không biết nguyện vọng của thẩm giật là gì, còn bao lâu nữa mới có thể thực hiện. Nhưng có đôi khi anh nghĩ, dù có thực hiện được, có lẽ thẩm giật sẽ rời đi, đâu có liên quan gì tới anh đâu. Hắn sẽ không sống cùng anh tới hết cuộc đời. Thẩm giật nói, và tháng 8.220, đã tới hồi cuối rồi. Mau lên, đừng kéo dài. Anh để quản lý chọn cho em bộ phim thích hợp. Kêu người đi giúp em. Sau đó em quay về thế giới hiện thực và thăng 8.221 và thăng 8.220 và thăng 8.230. Em có thể xin nguyện vọng ở lại và thăng 8.221. Túc Thanh sốt ruột không biết nên nói gì và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi không cần đâu và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt thẩm giật không đành lòng nói lời khó nghe thở dài gần như chỉ mình hắn có thể nghe thấy hờ hững nói rằng và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi nghe lời anh và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt túc thanh yên lặng một lúc và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi và tháng tám nghìn hai trăm ba mươi em biết rồi và tháng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Họ trầm mặc một lúc. Qua hồi lâu, cuối cùng Túc Thanh vẫn không nhịn được mà hỏi, và thăng 8220, anh hoàn thành tâm nguyện xong liệu có tới tìm em không, và thăng 8221. Đáp lại anh là sự tĩnh lặng dai dẳng. Và thăng 8220, anh không biết, và thăng 8221 cuối cùng thẩm giật nói như vậy. Trước khi chuyện còn chưa kết thúc, hắn không dám dễ dàng hứa hẹn cũng không có tâm tư đâu để hứa hẹn và thăng tám nghìn và thăng tám và thăng tám em biết rồi và thăng tám nghìn túc thanh nói chỉ ít vẫn có hy vọng không phải sao thẩm giật nhìn đôi mắt anh đỏ ao. như cười như không nói và thăng tám đập chậu cướp hoa và thăng tám nghìn túc thanh kinh ngạc bấy giờ mới kịp phản ứng hắn đang nói gì. Mang tài đỏ lên, và thăng 8220, và thăng 8230, anh xem rồi à, và thăng 8221. Anh không ngờ thẩm giật sẽ xem bộ phim mình đóng. Anh nói xấu thẩm giật trước mặt tạ trì bị thẩm giật nhìn thấy. Túc Thanh càng nghĩ càng xấu hổ. Anh cúi gằm đầu xuống. Thẩm giật bật cười, và thăng 8220, cũng đang rảnh rỗi. Nhưng mà không xem thì sao mà biết em hiểu lầm tới mức nào rồi, và thăng 8221, và thăng 8220, và thăng 8230. Hiểu lầm, và thăng 8221, Túc Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Và thăng 8220, không phải em vẫn luôn muốn biết vì sao anh lại coi trọng cậu ta hay sao, và thăng 8221, thẩm giật nói. Túc Thanh kiềm chế sự khó xử nhìn hắn chăm, chú không chớp mắt, và thăng 8220, cậu ấy có một bộ phận gen giống anh, và thăng 8221, thẩm giật ho khan một tiếng bảo vậy. Túc Thanh không hiểu rõ, anh sừng sốt, ngẩn người ra như pho tượng, thẩm giật nín cười nói, và thăng 8220, hoặc nên đổi cách nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Anh là và thăng 8230, người cha trên mặt sinh học của cậu ấy, và thăng 8221. Và thăng 8220, tạ chi, và thăng 8221. Đầu túc thanh ong lên, thẩm giật lại không cho anh thời gian để tiêu hóa. Dường như việc thành châu xuất hiện khiến hắn hiểu được đối phương đã biết một số việc. Có che giấu cũng vô nghĩa. Hắn bèn mở áp trong điện thoại của mình ra ấn mấy lần vào giao diện tâm nguyện, mở cái gì đó ra, bờ môi túc thanh vô thức hé ra, mới hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp, ngẩng đầu lên một chút, đập vào mắt là một gương mặt hơi xa lạ. Và thăng 8220, tạ và thăng 8230, tạ trì, và thăng 8221, đồng tử mắt của Túc Thanh phóng to ra. Gương mặt kia giống tạ trì phải đến 3, 4 phần chỉ là ngoại hình của tạ chỉ ôn hòa hơn một chút. Ngũ quan khôi ngô nhã nhặn, còn người trước mắt lại có vẻ sắc sảo anh Tuấn, có tính xâm lược hơn. Và thăng 8220, anh là thẩm giật và thăng 8221. Túc Thanh gần như muốn ngất xỉu, ngay cả gương mặt của thẩm giật cũng là giả. Vậy là đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ về thẩm giật. Và thăng 8220, lúc mới vào áp anh nợ một khoản để đổi lấy mặt nạ ra người. Sau đó điểm tích lũy nhiều lên thì đặt nguyện vọng che giấu chân dung, và thăng 8221 thẩm giật giải thích. Tất cả mọi chuyện thực sự quá khó để có thể đón nhận. Sắc mặt túc thanh tái nhợt, nhịp tim và hơi thở trở nên vô cùng hỗn loạn. Anh biết rõ tính cách thẩm giật như thế nào. Thẩm giật khinh thường việc nói dối. Hoặc là hắn im lặng không nói gì. Nhưng một khi đã nói thì lời nào cũng là thật cho nên những gì trước mắt anh đều là sự thật. Và thăng 8.220, không cần phải nói gì. Cứ nghe là được rồi, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, tạ chỉ là đứa con duy nhất của anh, và thăng 8.221, hắn dừng lại một chút. Nhìn sắc mặt Túc Thanh không được tốt. Ngẫm lại thấy câu này còn nhiều tầng ý nghĩa khác. Thần xui quỷ khiến bổ sung một câu. Và thăng 8.220, nhưng không có mẹ ruột. Hành vi thụ tinh phi nhân loại, và thăng 8 mốt Túc Thanh đang muốn lên tiếng. Thẩm giật cắt ngang, và thăng 8.220, đừng hỏi, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, đợi kết thúc bộ phim cuối cùng em lập tức rời khỏi áp đi đây không phải chỗ em nên ở lại, và thăng 8221. Thẩm giật buông mắt, lần đầu tiên cảm thấy hơi mỏi mệt. Thế lực của tổ chức pet đã có mặt ở khắp mọi nơi trong áp rồi. Ngay cả hắn cũng khó khăn như đang bước đi trên một tầng băng mỏng. Càng không nói đến Túc Thanh, sự xuất hiện của Thành Châu cho thấy, quan hệ của họ bởi vì trước đó không cẩn thận để lộ ra ngoài bị người ta biết được. Sau này chị e sẽ càng khó khăn hơn. Hắn phải nhanh chóng ra tay. Chỉ khi túc thanh thoát khỏi áp, đến nơi mà tay của pet không nhúng tới, mới có thể tạm thời thoát khỏi ác mộng, được an toàn và thăng 8.220 ngày mai anh tham gia bộ phim tiếp theo và thăng 8.221 thẩm giật đã hạ quyết định. Mở mắt ra nói và thăng 8220, nhanh vậy sao, và thăng 8221, con ngươi của Túc Thanh Dung giật mạnh. Trong lòng anh hết sức rối bời. Bởi vì quá nhiều tin tức nên não bộ đã dừng suy nghĩ. Chỉ có thể biểu đạt suy nghĩ thẳng thắn nhất theo bản năng. Thẩm giật giống như một nhân viên gương mẫu. Danh sưng càng cao, thời gian nghỉ ngơi mà áp cho lại càng dài. Nhưng thẩm giật vẫn duy trì tần suất quay phim cao suốt một năm. Quả thực có thể nói là kỳ tích trong giới. Dường như hắn không cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ anh vừa trở về. Thẩm giật lại muốn đi. Và thăng 8.220, không có việc gì thì trở về đi. Và thăng 8.221, thẩm giật nói. Túc thanh cuống lên, và thăng 8.220, em có thể ở lại cùng với anh. Và thăng 8 mốt Ngày mai thẩm giật đã vào bộ phim mới rồi. Lúc hắn quay trở lại, nhất định anh đã tham gia ghi hình cho bộ phim cuối. Quay xong phải rời khỏi áp, dường như bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nói không chừng đây là vào tháng 8.230 lần cuối rồi. Túc Thanh Bi quan nghĩ, dù anh vốn tùy hứng, nhưng anh rất nghe lời thẩm giật. Thẩm giật kêu anh rời đi, anh sẽ ngoan ngoãn rời đi chỉ là vì sao không cho anh cơ hội chờ đợi chứ và thăng 8230. Và thăng 8220, không cần, và thăng 8221, thẩm giật kiên quyết từ chối. Và thăng 8220, tối nay cậu nhóc kia sẽ tới tìm anh, và thăng 8221. Túc Thanh ngạc nhiên hồi lâu mới bừng hiểu và thăng 8220, cậu nhóc và thăng 8221 kia là tạ chi. Anh giận dỗi hỏi, và thăng 8.220, nếu cậu ấy không tới thì sao, và thăng 8.221. Thẩm giật bật cười, và thăng 8.220, thì đó không phải tạ trì, và thăng 8.221. Túc Thanh buông mắt, mím môi lại, sau khi biết được tạ trì và thẩm giật có quan hệ như vậy. Anh ngược lại càng ghen tị, bởi vì anh thì bị hắt hủi ra ngoài. Mà dường như giữa thẩm giật và tạ trì có sự quen thuộc và am hiểu lẫn nhau như bẩm sinh Thẩm giật cười bảo và thăng 8.220 theo luân lý Em là mẹ kế của thằng bé Rộng lượng một chút đi và thăng 8.221 Túc Thanh nghe hắn nhắc mình phải rộng lượng một chút Trái tim nhói lên, nghe hắn thừa nhận mình là mẹ kế Lại vui vẻ hơn một chút Ngẫm lại mối quan hệ phức tạp giữa họ tâm tình nhất thời dối bời. Buông mắt bảo rằng, và thăng 8220, và thăng 8230, ô, oh, và thăng 8221. Thẩm giật cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Anh lặng lẽ đi tới cửa dưới ánh mắt chăm chú của thẩm giật. Cuối cùng Túc Thanh vẫn không kiềm chế được quay đầu lại hỏi, và thăng 8220, thẩm giật à? Anh từng nghĩ anh muốn sống cuộc sống thế nào chưa, và thăng 8221 thẩm giật ngẩn người ra. Trong đầu không tự chủ phác họa hình ảnh một ngày hết sức bình dị. Sau khi hắn kết thúc một ngày làm việc bận rộn quay trở về nhà. Túc Thanh đang chờ hắn. Sau đó họ hôn nhau, ôm nhau. Túc Thanh cố chấp hỏi, và thăng 8220, trong đó có em không, và thăng 8221. Thẩm giật trầm mặc một hồi, tránh né không đáp, chỉ đưa mắt nhìn anh. Bình tĩnh nói rằng, và thăng 8.220, túc túc à. Có lẽ cuộc sống mà em nên sống khác với cuộc sống mà em mong mỏi. Anh lựa chọn vế trước, cho nên nhất định phải từ bỏ vế sau. Anh rất tỉnh táo, không hề hối hận, túc thanh sừng, sốt một chút, đột nhiên bừng hiểu ra. Mỉm cười nói chắc nịch vậy là có em, và thăng 8 mốt Thẩm giật ngạc nhiên, đang định nói điều gì đó lại bị Túc Thanh cắt ngang, và thăng 8220, em chờ anh tới tìm em, và thăng 8221. Dường như Túc Thanh chưa từng được vui như vậy. Thẩm giật không nói gì. Túc Thanh khẽ cắn răng. Anh không do dự nữa. Quay đầu rời đi, đợi anh đi rồi. Thẩm giật nhìn chòng chọc chiếc băng gạc quấn trên tay mình. Mới khẽ nói một câu gần như không thể nghe thấy. Và thăng 8.220, được rồi, và thăng 8.221. Hắn đeo bộ mặt giả lên. Tạ trì vừa quay trở lại chỗ ở thì nhận được điểm tích lũy mà áp gửi. Được hai đơn đề cử là 100 điểm tích lũy. Áp đền bù 300 điểm tích lũy vì tách nhân cách. Phần này được 400 điểm. Anh được 1.604 điểm tích lũy. Tạ Tinh Lan được 1.689 điểm tích lũy điểm trung bình của hai người là 1647 nói cách khác anh đóng bộ phim và thăng tám nghìn địa ngục người sống và thăng tám nghìn thu hoạch được tổng cộng 2047 điểm tích lũy trước đó anh có ba nghìn điểm tích lũy tăng 2047 điểm tổng là năm nghìn điểm tích lũy được hơn một nửa nguyện vọng theo tốc độ này anh đóng thêm 2 3 bộ phim nữa là có thể thực hiện nguyện vọng quay trở về hiện thực. Tạ Trì mở giao diện danh xưng. Danh xưng hiện tại của anh vẫn là và Thăng 8220, ngôi sao mới tài năng sắc sảo và Thăng 8221. Chỉ là phía sau có thêm một hàng chữ nhỏ và thăng 8.220, quay thành công một bộ phim cam nữa danh sưng của bạn sẽ tăng lên là và thăng 8.220, hạng 3 nổi tiếng một thời và thăng 8.221, 3 phim cam, quay thành công một bộ phim phẩm chất đỏ nữa bạn có thể lên thẳng và thăng 8.220, hạng 2 quyền uy tuyệt thế, và thăng 8.221. Gốc, hạng 2 và thăng 8.220, trích thủ khả nhiệt và thăng 8.221. Chạm tay có thể bỏng. Chỉ sự quyền thế, khiến người ta không dám tới gần. Xuất phát từ bài thơ và thăng 8.220, lệ nhân hành và thăng 8.221. Mình mượn câu dịch thơ của Mêu Lang trên thi viện. Thực ra tạ chỉ không hứng thú với danh sưng của hệ thống. Anh chỉ muốn điểm tích lũy. Lên hạng danh sưng có thể giúp mở phim phẩm chất cao hơn. Kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn. Đánh giá phía dưới danh sưng lại thay đổi. Lần này viết thêm rất nhiều. Và thăng 8.220, danh tiếng của bạn đã đạt tới tiêu chuẩn của hạng 2. Hạng 3, độ tồn tại fan hâm mộ của bạn rất cao. Hết sức trung thành, bạn hướng cả thiện lẫn ác. Vừa chính vừa tà, xu hướng phát triển của bản thân, vừa công vừa thủ diễn viên toàn năng năng lực của bạn mạnh nhu cầu hợp tác tương đối thấp thể loại phim thích hợp dường như là tất cả đạo cụ của bạn một tím hai cam bạn dường như có một không hai trong số các diễn viên cùng lứa và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi đánh giá tổng hợp tương lai vô cùng rộng mở tác phẩm tiêu biểu của bạn và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi oán linh váy đỏ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi

Nhận được thành tích tốt xếp thứ nhất, phía dưới đánh giá có một hàng chữ nhỏ chúc mừng bạn. Bởi vì đã đóng thành công một bộ phim phẩm chất ban đầu màu cam. Đã mở toàn bộ phim phẩm chất màu cam với bạn. Xem xong, tạ chỉ tiện thể nhìn bảng xếp hạng top 10. Thẩm giật vẫn đứng đầu, nhưng nhìn xuống dưới và thăng 8.230. Tạ chỉ nhướng mày, danh sách top 10 lại có 2, 3 sự thay đổi. Mặc dù anh không hiểu rõ, nhưng bọn họ là những diễn viên top đầu trong app. Thay đổi như vậy chẳng phải quá nhiều rồi hay sao? Theo lý mà nói, càng lên cao lại càng ít thay đổi. Bởi vì có khoảng cách giữa điểm tích lũy và tác phẩm tiêu biểu của nhau. Chỉ những người ở dưới mới dễ chen lên. Xếp hạng có sự thay đổi lớn. Anh ấn lên huyệt thái dương. Xua tan chút cảm giác khác thường trong lòng kia gì. Điện thoại rung lên kéo dòng suy nghĩ trở về trên màn hình hiển thị gương mặt Nhậm Trạch, Nhậm Trạch mời anh trò chuyện video. Tạ Chỉ vừa nghĩ liền biết cậu ấy muốn hỏi chuyện Tạ Tinh Lan. Bất đắc dị ấn nút xác nhận và thăng 8.220. Tạ Chỉ à và thăng 8.221 Nhậm Trạch ho hai tiếng và thăng 8.220 em thu lại câu nói không phải trước đó. Yêu đương với nhân cách phụ không phải xúc sinh và thăng 8.221. Tạ trì và thăng 8.220 và thăng 8.230 cảm ơn. Thực ra cậu không cần phải nói rõ vậy đâu và thăng 8.221 làm tôi nhớ tới chuyện này. Nhậm trạch và thăng 8.220 mấy anh biết chơi thật đấy. Hừm, bá cháy và thăng 8.221. Và tháng 8.220, tôi không nghĩ đây là chuyện đáng để rêu rao Nhưng đúng là tôi rất may mắn. Và tháng 8.221, tạ trì thuận miệng nói. Và tháng 8.220, có tiện chia sẻ không? Sao cậu lại chia ra một em gái đáng yêu vậy? Và tháng 8 mốt nhậm chạch nghẹn họng Gương mặt đỏ ran lên. Không nể nang gì nữa và hai 8220 cúp máy đây và thăng mươi 8221. Không đợi tạ chi đáp lại, Nhậm Trạch đã cúp máy rồi, ở bên kia. Nhậm Trạch xoa xoa gương mặt nóng ran. Cậu cũng không ngờ, lúc mẹ mang thai cậu ngày đêm mong ngóng, mong cậu là con gái. Con gái giống như áo bông nhỏ của mẹ. Năm đó, chuyện bác sĩ tiết lộ giới tính của thai nhi cho phụ huynh còn chưa phạm pháp. Lúc mẹ cậu làm siêu âm, Bác sĩ bảo mẹ cậu mang thai con gái. Mẹ cậu vui lắm, sắm sửa quần áo đến tận khi lên mẫu giáo cho cậu. Ai dè mang thai 9 tháng 10 ngày, lại đẻ ra một cu cậu. Nhậm trạch trải qua một tuổi thơ hường phấn, phòng màu hồng, quần áo màu hồng, biệt danh cũng rất ẻo là. Mẹ thường xuyên cho cậu mặc váy xinh xắn, ngày nào cũng than thở rằng tiếc là cậu không phải con gái. Cuối cùng cậu chia ra một nhân cách làm em gái, và thăng 8230, ở phía tạ chi. Nhậm trạch vừa cúp máy liền có tiếng đập cửa. Tạ chi đặt điện thoại xuống đi ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng. Nghiêm kính và lục văn nhỏ giọng nói chuyện ở bên ngoài. Và thăng 8220, anh biết chuyện anh tạ là người đa nhân cách từ lâu rồi đúng không? Và thăng 8221. Và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, anh đã biết rồi sao không nói cho em. Chẳng để ý gì cả, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt. Tạ chỉ nhất thời trột giả. Ngoài cửa, lục văn tủi thân nói, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, anh tạ của em không chịu nói trước đấy chứ. Sao em không trách anh ấy? Lại quay sang trách anh, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt. Nghiêm kính lườm anh một cái, và thăng 8220, anh tạ làm gì cũng đúng. Anh thì giống chắc, và thăng 8221. Sau đó bắt đầu lại nhảy, và thăng 8220, ừ ừ ừ, và thăng 8221, lục văn lẩm bẩm Và thăng 8220, em nói gì cũng đúng. Tạ chỉ cứ có cảm giác có sự liếc mắt đưa tình ở đâu đây anh còn chưa kịp xua suy nghĩ kỳ dị này đi nghiêm kính phát hiện cửa đã mở ra ngạc nhiên đẩy cửa đi vào bây giờ cậu đã có nhiều điểm tích lũy rồi cũng tiêu pha nhiều hơn muốn bỏ điểm tích lũy ra ngắm tạ trí cậu đang muốn nói chuyện với tạ trí lại bị chiếc nhẫn trên tay anh thu hút sự chú ý ngón áp út và ngón trỏ trên tay phải của anh đeo nhẫn chiếc nhẫn bạc phong cách đơn giản phối hợp với ngón tay trắng nõn thon dài của anh trông vô cùng đẹp mắt nghiêm kính thầm nói trong lòng tạ trì không phải người thích trưng diện lòe loẹ loẹt đeo chiếc nhẫn kia trên tay hơi vướng víu tạ trì lại là người để ý tính ứng dụng khả năng cao là chiếc nhẫn kia mang ý nghĩa đặc biệt nghiêm kính nghĩ tới tình trạng tình cảm của tạ trì Cảm thấy như xét đánh giữa trời quang, và thăng 8.220, hai người đính hôn hay là kết hôn rồi, và thăng 8 mốt và thăng 8.220, và thăng 8.230, và thăng 8.221 tạ chỉ sờ chiếc nhẫn. Nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Chiếc nhẫn của tạ Tinh Lan hơi lớn. Đeo lên ngón trỏ là vừa. Anh chỉ có thể đeo hai chiếc trên tay hơn nữa phải đeo như vậy cho đến khi tạ tinh lan có thân thể. Nghĩ như vậy, tạ trì cam chịu nói, và thăng 8220, cũng gần gần như vậy, và thăng 8221. Cái miệng nghiêm kính há to tới mức có thể nhét một quả trứng gà vào. Nghiêm kính hâm mộ chết đi được, và thăng 8220, bạn trai anh đến thân thể còn không có. Thế mà đã có nhẫn luôn rồi. Có nhiều người chơi nhau cả ngàn cả vạn lần rồi mà không mua nổi một chiếc nhẫn, và thăng 8221. Tạ trì, và thăng 8220, và thăng 8230, cậu im đi, và thăng 8221. Anh thực sự sợ tạ tinh lan đi ra đánh chết cái cậu nghiêm kính nhiều lời này. Lục văn cũng không ngừng ho khan ra hiệu. Người kia không tốt tính như tạ trì đâu. Hai người nói chuyện mấy câu. Anh nhờ nghiêm kính giúp anh chú ý phim cam thích hợp sau đó lại ở một mình. Bây giờ ngoài việc dùng tốc độ nhanh nhất để tham gia bộ phim cam tiếp theo. Tạ chỉ còn một việc muốn làm. Anh phải điều tra rõ ràng từ đầu tới cuối chuyện của Thành Châu. Cùng với nơi phát ra đạo cụ của Thành Châu. Mà tất cả những chuyện này. Đều khó tránh khỏi liên quan tới. Thẩm giật. Tạ chỉ đang muốn đi gặp vị ảnh đế kia. Điện thoại đổ chuông. Nhắc nhở. Giám sát bạn sắp đạt được 5.000 điểm tích lũy. Liệu bạn có muốn mở thiên phú? Lời tác giả, tôi thấy có rất nhiều bạn hỏi về cặp đôi thầm túc này. Theo cách hiểu của tôi, CP phụ là dù có rời khỏi tiến chính, tình cảm của họ vẫn hoàn chỉnh, tự thành một thể độc lập. Nhưng ở đây thì không. Thẩm và túc có tác dụng rất mạnh. Bọn họ đều đang thúc đẩy kịch bản. Bất kể là tình trạng tình cảm hay là tác dụng của cặp đôi này mọi người có thể xem như họ là CP tồn tại để đẩy kịch bản, cho nên tôi nói đây không phải CP phụ, bởi vì tiến tình cảm của họ gần như dừng lại ở đây, chỉ có ba chương rưỡi, nếu có thêm cũng chỉ ở trong phiên ngoài. Tôi cũng không ngờ trước đó mọi người lại phản ứng dữ như vậy, xem như cho một lời giải thích.